Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tham mưu và thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ biên giới, tổ chức tuần tra kiểm soát 887 đợt trên 6.029 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đấu tranh với hoạt động các loại tội phạm trên biên giới đạt được nhiều kết quả, tập trung vào tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xuất nhập cảnh, khai thác vận chuyển, lâm khoáng sản trái phép đồng thời chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ xử lý 99 vụ trên 155 đối tượng, tăng vật thu được trên 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 1 tấn pháo các loại và nhiều hàng cấm khác. Về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ Chỉ huy đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chú đáo lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện, thông tin liên lạc, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khi có lệnh. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đạt được trong năm 2022 và triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật, tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt hiệu quả nghị quyết chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng năm 2023, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an tăng cường công tác đối ngoại trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới của lào và campuchia nhằm nắm tình hình sớm kịp thời xử lý tốt mọi tình huống xảy ra trên khu vực biên giới chăm lo chú đáo tết cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị